Với chủ đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tuần này gia đình chủ quán sẽ chào đón sự viếng thăm của một bà cô vô cùng đanh đá và có dịp phục vụ một chàng lữ khách vô cùng đẹp trai. Nhăn nhó vậy thôi chứ không biết được ai đang ăn hiếp ai đâu nha. Giao thanh ở đó cu hành rồi lại ca dứt, giao thanh cu hành ca dứt, mời ai mua giùm. Các khách mời sẽ đưa ra những tình huống gì đây? Ngươi biết ta là ai không? Dạ, khách quan là ai? Khách quan là người đi đường thôi. Mới rào lại bán củ phải không? Dạ dạ. Sao đây thấy có một củ một mà bán củ nhiều củ chứ? Củ nào có đen đen, tao phải liên chính mà nó cũng không có ngon hành. Nó làm gì mà cần liên chính là nổi. Liệu khách mời hay là gia đình hội quán sẽ cần sự giải cứu của ông Tàu và ông Lao đấy? Để hai người đàn ông ở nhà là sao mà nuôi? Tao đòi bú là chỗ nào cho nó bú? Bởi vì ta không vào đây các con sẽ đứng nói hoài nói mãi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chào nha. Hãy cười thả ga với tập 3 của chương trình Hội Quán Tiếng Âm, phát sóng lúc 21 giờ chủ nhật ngày 6 tháng 3 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại lúc 11 giờ 45 thứ hai ngày 7 tháng 3 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.